Triệu Việt Hưng và Yeoman vừa va chạm với nhau. Người bị thổi phạt là tiền vệ của Anh Gia Lai. Nhưng Cao Si thì cũng không phải là tay vừa. Hãy cùng xem lại tình huống này. Hơn bao giờ hết, người mộ của Hoàng Gia Lai đang chờ đợi vào sự trở lại của Vũ Văn Thanh. Sự thiếu vắng về mặt lực lượng ở mùa giải này bằng những lý do khác nhau.